Mặc dù Jermaine Morrow đang có phong độ cực kỳ chói sáng ở 3 trận đấu gần đây, nhưng Đà Nẵng Dragon vẫn không thể giành được bất cứ một chiến thắng nào. Nhìn ở nhiều góc độ, Morrow vừa là điểm mạnh nhưng cũng lại là điểm yếu với Đà Nẵng Dragons. Thứ nhất, Dragon đang dựa hoàn toàn vào khả năng ghi điểm của Morrow ở trong 3 trận đấu vừa qua. Số field goal mà Morrow đang thực hiện chiếm đến 40% số field goal của cả đội Đà Nẵng Dragons. Dẫu biết rằng anh vẫn giữ được sự hiệu quả với 43% field goal cùng trung bình 34 điểm ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, trong những trận đấu gần đây, đặc biệt là trận gặp HNB vừa qua, Morrow lúc nào cũng bị ít nhất 2 người chăm sóc để hạn chế tối đa khả năng ghi điểm của cầu thủ này. Đà Nẵng đang khá thiếu hiệu quả trong mặt trận tấn công, khi ngoài Sắc Núp ra thì không có ai đủ hiệu quả để san sẻ gánh nặng tấn công cho Morrow. Cả dàn cầu thủ gốc Việt của Đà Nẵng chỉ còn khoảng 30% số lượng cú ném chia đều cho 4 đến 5 người trên sân, nghĩa là các nội binh của Đà Nẵng Dragon đang có rất ít bóng đánh. Đặc biệt là với các tay ném như là Đức Chí hay Hán Minh, họ không có nhiều bóng ném để có thể tận dụng tối đa những đường kick out, hay anh Kiệt cũng không có nhiều bóng để tận dụng lợi thế tốc độ của mình trong mặt trận tấn công quá nhiều. Điều này ảnh hưởng nhiều đến hiệu năng tấn công của Đà Nẵng khi mà Morrow xuống sức ở đoạn sau của trận đấu, khi vừa phải gồng gánh điểm, vừa phải đối phó với 2 đến 3 người mà các nội binh thì lại không có cảm giác để san sẻ gánh nặng ghi điểm. Thậm chí trung phong Sắc Ni Úc cũng không phải là một cây ghi điểm chủ lực mà cầu thủ này chơi nhiều hơn ở vai trò hỗ trợ đồng đội. Chỉ vì buộc phải tấn công khi mà Morrow và các tay ném đã bị săn sóc quá kỹ lưỡng nên anh mới phải tham gia tấn công mà thôi. Thứ hai, Morrow quá nhỏ con so với các ngoại binh khác, cũng như Đà Nẵng cũng có quá nhiều mismatch về mặt thể hình. Hôm trước, trong trận đấu với Hà Nội, Buffalo vượt trội hoàn toàn về khả năng bắt offensive rebound với 20 offensive rebound so với 12 offensive rebound của Đà Nẵng, khiến Đà Nẵng gặp rất nhiều khó khăn trong phòng ngự. Không tính đến Sắc Ni Úc thì cả đội Đà Nẵng không có ai đủ khả năng tranh chấp với Tâm Đinh hay Rasmith trong trận thi đấu vừa qua. Vấn đề thể hình của Đà Nẵng là một vấn đề rất lớn khi mà chỉ có một mình Sắc Ni Úc có đủ khả năng tranh chấp, còn những người còn lại, kể cả William Trần, một cầu thủ cao đến 1m9, cũng không có một chút đóng góp đáng kể nào ở mặt trận rebound. Nếu tính ra thì William Trần còn chưa có cho mình đến 5 rebound trong suốt cả trận đấu đó. Còn bên cạnh đó thì Đức Chí, Anh Kiệt hay Minh Chiết đều không phải là những tay rebound quá tốt so với vị trí mà họ đang thi đấu. Morrow thì chỉ rebound thành công những pha bóng rõ 10-10 không tranh chấp. Ngoài ra thì Morrow cũng khó lòng có thể đối chọi lại với các ngoại binh vì bất lợi thể hình, nên việc các ngoại binh muốn tìm cách switch người sang Morrow rất thường xuyên. Những hình ảnh Rasmith hay Anthony January cố gắng tìm cách để đè mặt Morrow đánh là đã quá quen thuộc trong suốt cả trận đấu. Morrow đã phải xử lý khi bị ốp, lại còn vừa phải cây điểm đơn thương độc mã khá nhiều, lại còn bị khai thác mismatch triệt để bởi đội bạn buộc anh phải đối mặt với những đối thủ cao to hơn. Rõ ràng là Morrow đang phải chịu quá nhiều thứ trong một trận đấu. Đà Nẵng đang có một mùa giải ấn tượng, nhưng họ vẫn phải chịu thất bại khá nhiều. Để xem liệu huấn luyện viên Todd Pope cùng các học trò của mình sẽ giải quyết vấn đề ra sao khi tìm được chiến thắng đầu tay trong mùa giải này.